Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại khu vực đập thủy điện Trị An. Ngày hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2024 gửi đến bạn những hình ảnh mới nhất về đập thủy điện Trị An xả đập tràn trong ngày hôm nay. Thời điểm này là 11 giờ trưa quý vị. Lúc này thì cơn bão Trà My cũng đang chuẩn bị đổ bộ vào Philippines. Trước màn hình quý vị bạn có thể nhìn thấy được những hình ảnh đập tràn đang là xả cửa số 2. Nước chảy cuồn cuộn quý vị. Tiếp theo thì cầm này của tôi sẽ di chuyển xuống phía dưới quay toàn cảnh khu vực xả đập tràn rồi đến các bạn những hình ảnh mới nhất trong ngày hôm nay. Khu chỗ này thì quý vị thấy cỏ rất là nhiều. Và họ thả bò ra ngoài đây cho bò ăn cỏ. Đây là cái đường mòn đi xuống đây quý vị. Cái đường này nếu như mà buổi chiều hôm qua mà có mưa mình đi sẽ rất là trơn. Quý vị thấy là không gian ở đây cỏ xanh mướt luôn này. Vào những ngày đập xả tràn thì cũng có rất là nhiều người dân hiếu kỳ đến đây. Buổi sáng nay thì kênh Đồng Nai của tôi lên không kịp quý vị. Thời điểm này là 11 giờ, và sáng nay xả tràn vào giấc 10 giờ. Đứng đây mình sẽ nhìn thấy xuống phía dưới khu vực đập thủy điện Trị An đang xả tràn. Bữa nay cũng là lần thứ 3 mà đập thủy điện Trị An xả lũ quý vị. Lần đầu tiên là vào ngày 23 tháng 9, sau đó là ngày 11 tháng 10 và ngày hôm nay là ngày 23 tháng 10. Đợt đầu xả thì khoảng 7 ngày là đóng, đợt thứ hai là khoảng 5 ngày. Còn đợt thứ ba này thì chưa biết ngày nào đóng quý vị. Nếu như tới ngày đóng đập thì kênh này của tôi có dịp sẽ đến quay toàn cảnh ngày hội bắt cá gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất. Tiếp tục thì kênh này của tôi sẽ di chuyển xuống sát cửa đập xả để quay cho các bạn cùng xem. Thời tiết lúc này thì trời âm u quý vị và có nắng nhẹ thôi chứ không có nắng gắt như những ngày trước do ảnh hưởng của bão Trà My. Ngay góc chỗ này có cái dòng nước nó chảy xuống cái suối đó quý vị. Mình sẽ phải bước qua. Khu này hiện nay có rất là nhiều những cây cò ke dại quý vị. Những cây cò ke gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Tuổi thơ chơi ống thục bằng những trái cò ke này nè quý vị. Mùa này đang là mùa trái cò ke, trái xanh và trái ở đây cũng rất là bự. Những trái cò ke này khi chín mình ăn cũng có cái vị chát chát ngọt ngọt quý vị. Mình đứng đây mình nhìn xuyên qua khu vực ở phía dưới đập xả tràn đó quý vị. Ngồi ở ngay góc này rất là mát, gió thổi rượi rượi luôn. Tiếp theo thì kênh này của tôi sẽ di chuyển ngược đi ra và đi xuống phía dưới góc ở bên tay trái màn hình của quý vị này. Đi đường này xuống nó dễ hơn là lấy mình đi xuống cái suối. Ngay cái góc này mình đi vòng xuống. Mình đi thẳng xuống cái đường có cái suối thì nó nhanh hơn. Tuy nhiên là đá với nước nó chảy theo cái con suối xuống nó trơn quý vị. Mình đi đường này an toàn hơn. Đây mình thấy ở phía trên là phía ở trên là có đường nhựa luôn quý vị, đường băng qua ở trên đập luôn.
Đây là hướng đi xuống quý vị. Ngay góc này thì có một số cái cây hoa. Cái hoa này cái gai của nó ở trong cái cây này đâm rất là đau quý vị. Đi mà mình không mặc áo khoác mà va phải là nó quét một đường chầy nguyên một đường luôn quý vị. Tại vì gai cái cây hoa này rất là nhiều. Ngay phía chỗ này thì có một cái cây táo là quý vị nhìn này. Cây táo rất là lớn luôn. Cây táo này gọi là táo rừng quý vị. Trái nó bé bé thôi nhưng mà khi chín ăn rất là ngon. Mùa này nó đang ra hoa với bên trong đây cũng ra trái này. Khu này nó ra cành này nó ra trái nhỏ hơn rồi quý vị. Bên trong đây có mấy trái lớn hơn rồi quý vị nè. Để mình hái mấy trái nha quý vị. Đây có mấy trái nó cũng già rồi nè. Ở trái táo này nó không có lớn lắm quý vị. Táo rừng nó nhỏ thôi, nó không có lớn nhưng mà ăn rất là ngọt. Mình luồn cái tay mình vô xong bây giờ nó dính cái gai vô trong cái áo luôn quý vị. Đây là những trái táo rừng nè quý vị nè. Mời quý vị ăn táo rừng nha. Mình cắn thử là rất là giòn quý vị. Nguyên một cái cây ở trên đây rất là cao. Sau khi mình cắn thử mình cho quý vị xem này. Đó. Cái táo này ăn rất là giòn. Còn nếu như nó chưa có chín quý vị mình ăn thì nó hơi chát. Tiếp tục mình sẽ luồn ở phía trong cái cây táo này quý vị, mình đi xuống dưới khu xả đập nha. Ở đây có một cây giống như một cái hang rồi quý vị. Nó vào trong đây rất là mát. Bởi vì cái tán cây táo này nó rất là lớn quý vị. Nguyên một cây táo là quý vị nhìn này. Cái táo này chắc phải mấy chục năm rồi quý vị. Phía bên đây thì có cây sung. Cây sung này cũng quá trời trái luôn nè quý vị nè. Mình đi cái hướng này thì đi ra là nó gần hơn, nó xa hơn quý vị, xin lỗi quý vị. Hướng này đi ra nó xa hơn. Nhưng mà mình đi nó dễ đi hơn mà nó mát hơn. Ngay góc này cũng có một vài cây sung này, một vài cây cò ke. Họ lên đây câu cá, họ đào đất đây. Đào đất để lấy giun đó quý vị. Bây giờ mình đi ra tới ngay chỗ khu cận đập để xem cảnh xả đập nha quý vị. Bên trong đây cũng có một cây sung luôn nè. Đá ở đây nó nhấp nhô mình đi cũng hơi khó nha quý vị. Nó qua cảnh xả đập nước trắng xóa luôn quý vị. Nước ngày hôm nay rất là trong. Quý vị quan sát thấy là nước nó đánh trắng xóa luôn và nhìn giống như là một con thác chảy ra vậy. Phía góc những cái cục đá này thì nước nó đánh vào giống như là những ngọn sóng vậy.
ở phía dưới nước nó chảy cuồn cuộn xuống luôn rồi quý vị nè. Đấy là mới xả có một cửa thôi, nếu như xả ba cửa thì nước chảy còn mặn nữa quý vị. Có năm thì ở đây xả tới 8 cửa luôn. Bữa nay thì miền Trung đang chuẩn bị hứng chịu một cơn bão từ Philippines đi qua, là cơn bão Trà My đó quý vị. Cơn bão này dự định là đổ vào miền Trung là khoảng cấp 14. Quý vị quan sát thấy những dòng nước chảy ra liên tục, những cái bọt nước trắng xóa. Nhìn khung cảnh này giống như là cái ngọn thác đó từ ở trong nó phun ra vậy quý vị. Ở đây thì sẽ có 8 cửa đập. Và hàng năm thì đập thủy điện Trị An xả lũ có khi 3 đợt, có khi 2 đợt. Năm nay là xả nhiều quý vị, năm nay là xả đợt thứ 3. Trong những ngày tới thì tại Đồng Nai khu vực hạ nguồn nước dâng lên rất là cao do triều cường đó quý vị. Và khi mà triều cường bây giờ đã nước không còn triều cường mặn nữa thì đập thủy điện Trị An mới tiếp tục xả đập. Những ngày 18, 19, 20 tháng 10 ở khu vực Biên Hòa cũng như là khu Bến Gỗ, triều cường lên ngập vô nhà rất là nặng quý vị. Năm nay triều cường nước lên cao hơn mọi năm rất là nhiều. Lúc này theo quan sát của kênh Đồng Nai của tôi thì dòng nước chảy càng ngày càng xiết, càng mặn. Nước đánh vô những cái trọng đá như những cơn sóng đánh vào quý vị. Nước bọt trắng xóa luôn. Đến đây thì có nhiều người không ý thức quý vị, nhậu nhẹt xong bắt đầu uống bia giục đầy ở đây luôn này. Đó, mang cá đây nướng xong rồi uống bia giục đầy bia ở khu này luôn. Nhìn thấy dòng nước nó đánh vô vào những cái chõm đá quý vị, những âm thanh nghe cũng rất là vui tai. Ngay góc bên tay trái đây có một cái suối nó chảy xuống là quý vị nè. Dòng nước nó chảy từ phía trên nó chảy xuống những cái khe đá nhìn cũng rất là hay.
Lúc này có mấy bạn nhỏ đang chuẩn bị đi học và ra đây ngắm đập thủy điện Trị An xả lũ quý vị. Dòng nước ở góc này nó chảy trắng xóa luôn này. Nước chảy cuồn cuộn, chảy rất là mạnh ha quý vị. Đứng ở dưới đây quý vị mới thấy là cái đập nó rất là cao nè. Từ đây mình nhìn lên nè, cao ngút luôn nè, như một cái kim tự tháp vậy. Quý vị nhìn là có thằng nhóc nó đứng nó ngắm xả lũ nè. Ngắp cái lì chưa? Tiếp theo thì kênh này của tôi xin mời các bạn cùng nhìn ngắm những hình ảnh từ trên cao mà kênh này của tôi quay cách đây vài tuần khi mà xả đập. Tiếp theo thì kênh này của tôi sẽ di chuyển ra khu vực cầu cứng, cầu Đồng Nai để quay cho các bạn cùng xem. Sau khi di chuyển từ khu vực đập thủy điện Trị An thì lúc này kênh này của tôi đang có mặt tại khu vực cầu Đồng Nai, hay còn có tên gọi khác là cầu cứng quý vị. Cái cầu này
được làm rất là chắc chắn. Ở phía dưới mình thấy có rất là nhiều những cái trụ cầu. Nhiều người vào những ngày xả đập hay đi ra ngoài đây đứng chụp hình quý vị. Đây, đứng đây thì quý vị nhìn xuống ở phía trên đó là đập thủy điện Trị An, dòng nước cứ chảy, nước chảy rất là xiết luôn. Cái hướng dòng nước này chảy là về Bình Dương với về sông Đồng Nai ở phía dưới khu lồng bè Tân Mai đó quý vị. Quý vị nhìn thấy nước nó chảy cuồn cuộn xuống, và đặc biệt khu ở đây đá rất là nhiều quý vị, những cái mỏm đá này. Và ngay chỗ cầu Đồng Nai quý vị có một quán cà phê tên là Mây Tự Do. Quán này thì không gian cũng mát và chúng ta có thể ngắm được cầu cứng, có thể chụp những tấm hình lưu niệm tại cầu cứng. Đặc biệt ở đây vào những cái ngày mà xả đập thì không gian và khung cảnh ở đây trở nên rất là đẹp, bởi vì dòng nước nó cứ chảy xuống quý vị. Đây là khu quầy pha chế đây quý vị. Menu ở đây thực đơn nước uống giá cũng từ 20.000 thôi quý vị. Không gian của quán thì được thiết kế rất là nhiều màu sắc với nhiều khu vực khác nhau. Điểm nhấn ở đây họ trồng một số cây ăn trái. Chỗ này có những cây mít mà trái nó nằm sát dưới đất luôn quý vị. Trái rất là sai. Đứng ở phía góc này mình nhìn xéo xéo qua bên kia là cầu cứng, cầu Đồng Nai. Đó, quý vị nhìn thấy cầu này họ thiết kế rất là nhiều những cái trụ. Lên phía trên đây thì có những cái góc rất là chill để cho du khách ngắm lên phía đập thủy điện Trị An quý vị. Ngồi ở quán cà phê này thì mình vừa được ngắm cầu cứng, cầu Đồng Nai, vừa được ngắm đập thủy điện Trị An. Những ngày mà không xả đập thì khu chỗ này nó khô hết luôn và mình nhìn thấy những cái mỏm đá nó nổi lên quý vị. Buổi tối thì họ có giăng đèn thế nè. Mình ngồi ở đây mình ngắm cầu, không biết cả buổi tối cái cầu này có giăng đèn ở phía dưới không quý vị. Có rất là nhiều cái góc để quý các bạn ngồi thư giãn, uống cà phê, nghỉ ngơi tại khu vực cầu cứng này. Phía trên thì mình có thể thấy rõ được đập thủy điện Trị An ở phía xa xa đó quý vị. Và phía dưới đây là dòng nước chảy như là
tiếng thác nó reo vậy quý vị. Và ngày hôm nay thì kênh này của tôi gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất trong ngày xả lũ tại đập thủy điện Trị An ngày 23 tháng 10 năm 2024. Đến đây thì kênh này của tôi xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như bạn yêu mến kênh Đồng Nam của tôi, các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nam của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.